25 câu nói nổi tiếng kinh điển của Tào Tháo. Ý nghĩa sống kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề 25 câu nói nổi tiếng kinh điển của Tào Tháo. Tào Tháo là một trong ba thủ lĩnh đứng đầu và mạnh nhất trong thế trận Tam Quốc của Trung Hoa cổ đại. Ông được người đời gọi là Giang Hùng vì những ảnh hưởng của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Mặc dù vậy, những bài học về sự khôn ngoan cùng với những câu nói kinh điển của ông luôn nhận được sự quan tâm và thích thú của hậu thế. Không chỉ là vị quân chủ lỗi lạc, có tài thao lược, Tào Tháo còn thể hiện chiều sâu hiếm có trong tư tưởng nhân sinh. Mỗi câu nói của ông đều toát lên sự trải đời của một tâm hồn sâu sắc. Sau đây là 25 câu nói nổi tiếng kinh điển thể hiện sự sắc sảo của trí tuệ Tào Tháo. 1. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Tào Tháo. Theo đó, bất luận là trên chiến trường hay thương trường hay tình trường, thật khó có ai trăm trận trăm thắng. Chỉ có người thắng mà không kiêu, bại mà không nản, không ngừng cố gắng, không ngừng đúc kết, không ngừng rèn luyện thì mới có cơ hội trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Có những người tự cho mình là đệ nhất anh hùng, bị cái danh che mắt, tự cao, tự đại. Đến khi bị một trận thua, liền suy sụp tinh thần, không thể đứng dậy nổi. Như vậy thì chỉ là anh hùng trong một khoảnh khắc, chẳng thể nào có thể làm bá chủ thiên hạ. Kẻ làm bá chủ thiên hạ là kẻ dám thắng nhưng cũng dám thua, dám dấn thân, dám chấp nhận, dám học hỏi, dám sửa đổi và dám làm lại. 2. Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. Tào Tháo. Câu nói này toát lên quan điểm dùng người rất khôn khéo của Tào Tháo. Tào Tháo là người rất quý trọng hiền tài và trọng dụng những kẻ sĩ. Ông chiêu mộ nhân tài khắp nơi, song tuyệt đối không phải là người dễ dãi khi dùng người. Mặc dù bị coi là giang hùng, song ông lại rất coi trọng những người giữ chữ tín. Người mà không giữ chữ tín, không đáng tin cậy thì ông nhất định không dùng. Những người mà ông hiểu được, tin tưởng được thì ông giao cho những công việc phù hợp và thường sẽ trở thành những người thân cận của ông. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy mặt khác của Tào Tháo. Tào Tháo vẫn nổi tiếng là người đa nghi. Đối với người vừa có tài, vừa có chữ tín nhưng tâm tính khó lường như Tư Mã Ý thì ông sẽ cẩn trọng giao việc, kèm theo giám sát và có những phương án đề phòng để tránh mọi việc vượt tầm kiểm soát. Tào Tháo cũng không quên dặn người kế nhiệm của mình, tức là Tào Phi, phải cẩn trọng khi giao việc cho Tư Mã Ý. Sau này, Tào Phi trước lúc lâm chung cũng không quên dặn dò Tào Duệ phải cẩn trọng với họ Tư Mã. 3. Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Tào Tháo. Theo đó, Tào Tháo là người dám đưa ra quan điểm vị nhân, không giống như hành vi che đậy của xã hội đương thời. Có lẽ vì thế mà danh tiếng giang hùng của ông lại càng được khẳng định. Câu nói này của Tào Tháo thể hiện sự lạnh lùng, dứt khoát khi giải quyết vấn đề. Đối với những người có thể làm tổn hại tới ông, thì ông nhất định sẽ dùng cái đầu lạnh để ngăn chuyện đó lại. 4. Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện quan điểm làm việc của Tào Tháo. Người vợ trong xã hội xưa thường chỉ lo vung vén cho gia đình, không giỏi việc chính sự. Họ còn đại diện cho sự cảm tính, suy nghĩ của số đông. Người giỏi dụng binh thì phải tránh sự cảm tính, đồng thời phải biết đánh giá quan điểm của số đông mà có phương pháp có lợi cho mình, chứ không hùa theo số đông vô ích. 5. Sinh con thì phải được như tôn trọng mưu. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện sự khen ngợi của Tào Tháo dành cho Tôn Trọng Mưu, tức là Tôn Quyền. Tôn Quyền từ bé đã nổi tiếng thông minh, hiếu nghĩa.
đến khi lớn thì biết nhân ái, chiêu mộ và kết giao với hiền tài trong thiên hạ. Danh tiếng chẳng mấy chốc đã lẫy lừng ngang với cha và anh. Tôn Quyền cũng rất biết cách dùng người, thiết lập thế trận đối đầu rất cẩn trọng và chặt chẽ, làm cho Tào Tháo nhiều lần tiến thoái lưỡng nan. Cha của Tôn Quyền là Tôn Kiên, là người cùng thời với Tào Tháo. Do vậy, Tào Tháo cũng mong rằng người kế nhiệm sau này của mình phải có tài đức sánh ngang với Tôn Quyền thì mới có tương lai. 6. Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay? Tào Tháo. Lòng bàn chân sở dĩ trắng hơn mặt và tay vì lòng bàn chân thường được che giấu, hay nói cách khác là chúng chỉ tiếp xúc với mặt đất, chứ không phải lúc nào cũng phơi bày ra cho người ta thấy như mặt và tay. Câu nói này rất thâm thúy, vừa ngụ ý hiểu rõ tâm cơ đang được che đậy của Tư Mã Ý, vừa là lời Tào Tháo nói với chính mình. Cho dù có tin tưởng ai đến nhường nào, thì cũng phải chừa cho mình con đường sống. Chớ vì một ly trà ngon, một ly rượu nhạt, mà phơi bày hết ruột gan ra cho người ta thấy yếu điểm của mình. 7. Có văn sự thì phải có võ bị đi theo. Tào Tháo. Câu nói này ngụ ý, văn võ vốn là những món nghề đều phải được trang bị đầy đủ trong một tổ chức. Sống trong thời loạn, chỉ văn thôi thì chưa đủ thắng người, phải trang bị cả võ để phòng ngừa lúc nguy biến. Chính vì tôn chỉ này, Tào Tháo chiêu mộ những người bên cạnh ông hội tụ đủ văn tài và võ tài, mưu sĩ và võ sĩ đều được trọng dụng. 8. Trong mọi việc phải nghĩ 3 bước trước khi tiến 1 bước. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện rất đúng tinh thần của Tào Tháo. Ông nổi tiếng là người đa nghi, nhưng không đa nghi mù quáng, mà là hoạch định chiến lược và quản trị rủi ro rất khôn ngoan. Ông tính toán chu đáo từng đường đi nước bước trước khi quyết định một kế hoạch nào, thậm chí còn hỏi qua ý kiến của những mưu sĩ mà ông tin tưởng để tham khảo. Tào Tháo còn là người rất giỏi chơi cờ. Những ai chơi cờ muốn giành chiến thắng thì đều phải tính toán trước lối đi và từng nước đi của đối thủ, đồng thời khéo léo tính toán trước các nước cờ của mình để đạt được thế cờ tốt. Người càng tính toán trước được nhiều nước thì phần thắng càng khả thi. 9. Đã trói hổ phải trói thật chặt. Tào Tháo. Câu nói này của Tào Tháo ngụ ý rằng khi đã dày công dăng thiên la địa võng bắt được đối tượng nguy hiểm thì phải canh giữ cẩn mật, không được để sẫm chuồng. Hổ dữ mà sẫm chuồng thì sẽ gây nguy hiểm và náo loạn. Một trong những nhân vật giỏi võ công mà Tào Tháo xếp vào hạng nguy hiểm chính là Lữ Bố. 10. Can đảm, cẩn trọng, dám nghĩ, dám làm mới có thể thành tựu sự nghiệp. Tào Tháo. Câu nói này của Tào Tháo ngụ ý nêu bật ra 4 yếu tố quan trọng của người lãnh đạo. Chẳng những can đảm mà phải còn cẩn trọng. Kẻ chỉ can đảm mà nhắm mắt đưa thân mình vào tử địa để chuốc lấy cái kết vong mạng thì mới chỉ có dũng cảm mà chưa có sự khôn ngoan. Kẻ ngày đêm bày mưu tính kế cho hay mà chẳng dám thực hiện cái mưu đó thì chỉ là mọt sách, lý thuyết suông, thiếu thực hành. Ý tưởng có hay mà không thực hiện thì chẳng thể làm sáng và hoàn thiện được cái hay của nó. Có lý thuyết mà không thực hành thì giống như người đói nằm mộng càng đói. Thế nên có lý thuyết thì cũng có thực hành. Do vậy, để có được thành tựu sự nghiệp thì chúng ta phải có cả 4 yếu tố: can đảm, cẩn trọng, dám nghĩ, dám làm. 11. Biết cương, biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời. Tào Tháo. Câu nói này của Tào Tháo thể hiện tài cầm binh và thuật xử thế của ông. Đi ra chiến trường, ai cũng muốn là người chiến thắng, song không thể vì mong cầu chiến thắng mà cứ vậy kéo quân thẳng tiến vào doanh trại của kẻ địch. Tất cả đều phải được hoạch định, tính toán cẩn thận.
Lúc địch mạnh thì ta phải tạm lánh để tránh đối đầu. Lúc địch hăng hái thì ta phải làm cho chúng suy giảm tinh thần, mất hết nhuệ khí. Đó là nhu thuật. Khi địch lơ là, mệt mỏi, lỏng lẻo thì đó là lúc ta tấn công. Đó là cương thuật. Nhà lãnh đạo phải biết cách vận dụng linh hoạt cương nhu đúng lúc phù hợp để đoạt lấy chiến thắng cuối cùng, không được để cảm xúc lấn át ý chí. 12. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tào Tháo. Đây là một câu nói một lần nữa khẳng định tinh thần vị thân rất bản năng của Tào Tháo nói riêng, của con người nói chung. Tào Tháo luôn đặt mình vào trung tâm của vấn đề mà thực tế định đoạt xem nên làm gì và không làm gì. Nếu bản thân mình mà còn không biết trân trọng bản thân mình thì sao có thể tồn tại trong thời đại hỗn loạn của Tam Quốc? Đứng trước một vấn đề, ông cũng luôn đặt câu hỏi ai được lợi trong vụ này? Từ đó nhìn thấu nhân tâm, nhìn ra vấn đề mà tìm hướng xử trí. 13. Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân và Tháo thôi. Tào Tháo. Câu nói này, Tào Tháo ngụ ý vừa để khen Lưu Bị, cũng vừa khen bản thân mình. Vừa là xã giao, vừa là để thử lòng, vừa nâng bản thân lên một vị thế mới, vừa để dìm sĩ khí của các thế lực khác trong thiên hạ. Lưu Bị được nghe lời khen nhưng chẳng dám vui, vì hiểu rõ thâm ý rằng Tào Tháo đã cho ông là đối thủ, nên Lưu Bị trước thì tỏ ra nhu nhược, sau thì nhanh chóng rút lui để bảo toàn tính mạng. Tại sao Tào Tháo không ra tay với Lưu Bị ngay lúc ấy mà dùng câu nói trên để đánh phủ đầu Lưu Bị? Vì rằng Tào Tháo đang dùng hình ảnh đẹp để chiêu mộ hiền tài, nên chẳng muốn mang tiếng là kẻ sát hại hiền tài. Tất cả đều là vì đại cuộc cả. 14. Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua. Tào Tháo. Câu nói này của Tào Tháo rất giống với câu nói tương tự của Tư Mã Ý. Điều đó cũng dễ hiểu, vì những người thành công thường có điểm nào đó giống nhau. Người ta thường nhìn thấy quyền lực, sự khôn ngoan và sự huy hoàng của Tào Tháo. Nhưng thực ra trong cuộc đời của Tào Tháo, ông đã phải chịu đựng rất nhiều lần bị thất bại, nhiều lần bị dồn vào bước đường cùng. Song Tào Tháo bình sinh là người lạc quan hay cười. Ông cho rằng những lần bại trận đó là những bài học quý báu để bản thân khôn ngoan và sáng suốt hơn. Ông không để những điều đó hạ gục mình. Thua là để thắng, phải giỏi thua mới vượt qua được nó. 15. Ta đặt ra luật, ta lại phạm luật, thì ai còn phục? Tào Tháo. Câu nói này thể hiện sự khôn ngoan của Tào Tháo. Ông là người nổi tiếng về cách trị quân rất nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể rằng, nhằm vỗ an dân chúng, Tào Tháo từng ra lệnh: ta phụng chiếu vua đem quân đi đánh giặc, trừ hại cho dân. Nay đang mùa lúa chín, bất đắc dĩ phải khởi binh. Quân tướng lớn nhỏ đi qua các ruộng, ai dẫm lên lúa đều bị chém. Quân pháp thực nghiêm, nhân dân không việc gì phải lo sợ cả. Dân chúng nghe được lời truyền thì rất đỗi vui mừng và kính phục. Trong một lần, đang lúc hành quân trên đường gần ruộng lúa, do có một chú chim bay ngang qua làm kinh động con ngựa của Tào Tháo, cả xe ngựa vì thế mà dẫm cả vào ruộng lúa. Tào Tháo hiểu rằng lệnh đã ban, nếu không làm gương thì quân dân không phục. Ông bèn lấy kiếm ra. Quân dân sợ hãi, can ngăn. Các mưu sĩ Tuân Úc, Quách Gia cũng lên tiếng can gián rằng lệnh này không áp dụng cho chủ tướng. Tào Tháo bèn nghĩ ra cách lấy kiếm cắt tóc, vừa là giữ gìn giới luật, vừa nhắc nhở bản thân, vừa giữ gìn sự thành tính trước dân chúng. Trước ý chí quyết liệt của Tào Tháo, binh lính cũng noi theo gương của ông, nâng niu từng hạt lúa không dám phạm lỗi. Theo đó, người lãnh đạo thường là người làm gương,
mỗi cử chỉ hành động đều trở thành hình mẫu cho cấp dưới, nên không thể không cẩn trọng khi hành sự. Có câu, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Trong việc quân, việc tuân theo giới luật càng phải coi trọng. 16. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện sự khôn ngoan trong thuật ngoại giao của Tào Tháo. Theo đó, ông biết cách liên kết sức mạnh của những người có chung một mối quan tâm, có chung một đối thủ, gom họ lại để cùng tiêu diệt đối thủ lớn nhất. Sau khi đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất, thì ông tiếp tục chọn lọc ra đồng minh để hạ bệ đối thủ còn lại. Việc này đã được Tào Tháo minh chứng thành công thông qua việc liên minh với các cánh chư hầu cùng nhau chống lại Đổng Trác, sau đó là Lữ Bố. 17. Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú. Tào Tháo. Thoạt nghe câu nói này sẽ cho rằng Tào Tháo là kẻ háo sắc. Trong câu nói này còn có ngụ ý sâu xa hơn, đó là Tào Tháo đặc biệt lưu ý đến những điều mà kẻ thù quan tâm. Những gì mà kẻ thù quan tâm thường sẽ thể hiện điểm yếu của kẻ thù hoặc thể hiện uy lực kho tàng của kẻ thù. Đối với những thứ như vậy, binh gia đều phải hiểu biết nắm bắt, vừa để hoạch định phương án tác chiến phù hợp, vừa tự tạo thêm động lực cho bản thân. 18. Trượng phu và tiểu nhân không thể chung đường. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện kinh nghiệm thu phục nhân tâm của Tào Tháo. Theo đó, những người hoàn toàn đối lập về ý chí và quan điểm sống thì khó mà cùng nhau đi đường dài. Những thứ đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại là ngòi nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, chi bằng xác định trước ranh giới để tránh hậu họa. 19. Nếu biết tuổi nhục thì tốt, biết nhục thì sau mới dũng được. Tào Tháo. Câu nói này của Tào Tháo ngụ ý rằng thất bại, sự tủi nhục đều là những thứ cần phải vượt qua. Khi vượt qua được thì mới thể hiện được dũng khí và bản lĩnh của con người. Cũng giống như khi bạn leo núi, mệt mỏi, vất vả biết chừng nào, có khi còn bị thương nặng. Nhưng khi đã leo lên đến đỉnh núi thì bạn sẽ thấy tự hào biết nhường nào. Càng khó khăn bao nhiêu thì càng tự hào bấy nhiêu. Tự hào vì bạn đã vượt qua được tất cả. Tự hào vì bạn đã không bỏ cuộc. Tự hào vì bạn đã bước tiếp. Tự hào vì bạn đã vượt qua được giới hạn của bản thân, thiết lập nên một tầm cao mới. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến bài thơ truyền động lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tẩu lộ tài tri, tẩu lộ nan, trùng sang chi ngoại hữu trùng sang. Trùng sang đăng đáo cao phong hậu, vạn lý dư đồ cố miền gian. Có nghĩa là đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao trập trùng. Núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 20. Người đời đều nói ta là gian hùng, nhưng không làm được gì một kẻ gian hùng như ta. Các người tự khoe mình là quân tử, nhưng đều thua trong tay một kẻ gian hùng như ta. Tào Tháo. Câu nói này vừa có sự cay đắng, vừa có sự khích lệ bản thân. Tào Tháo không sợ lời thị phi vì cuộc đời ông đã quá nhiều. Cách để vượt qua thị phi là mặc kệ nó và cứ mạnh mẽ bước tiếp con đường của chính mình. Binh pháp có câu, binh giả ngụy đạo giả. Theo đó, phép dụng binh lấy trá làm đầu. Xét trong bối cảnh thời Tam Quốc, có người nào dùng binh mà không trá? Ngay cả Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Tư Mã Ý, Tôn Quyền, Chu Du, v.v. cũng đều là dụng trá thuật để tranh giành từng trận thắng. Tào Tháo khác họ, ông dám nhận mình là gian hùng, dám đối diện với sự thật và dám vượt qua nó. 21. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị dẫm đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết, thì ta
thà là một kẻ gian hùng có thể thực hiện được hoài bão của mình, Tào Tháo. Câu nói này vừa có sự chua xót, vừa có sự kiên cường. Câu nói này giống như lời tóm tắt về cuộc đời của Tào Tháo. Sống trong cảnh loạn lạc, bản thân ông là người có thực tài, có chí anh hùng, có gan của người làm việc lớn. Nhưng những cống hiến nỗ lực của ông theo phép chính đã không thể cứu vãn được cả một hệ thống chính trị đã suy tàn của nhà Hán. Ông đã bị các thế lực trong chính triều đại đó vùi dập, lăng nhục, dẫm đạp, dồn vào bước đường cùng. Chính triều đại suy tàn của nhà Hán đã bóp nghẹt một năng thần năng nổ như ông. Giang hùng chính là một định nghĩa mới để giúp hồi sinh một Tào Tháo mới. Mà từ đó, ông đã thiết lập một hệ tư tưởng mới, một hệ thống quyền lực vận hành theo hoài bão mà ông mong đợi, từng bước dẹp bỏ những phần tử xấu xa trong triều đại của ông. Theo đó, với câu nói trên, Tào Tháo đã khẳng định sự lựa chọn của mình. Rằng nếu không còn lựa chọn nào, thì giang hùng chính là một loại lựa chọn. Chỉ cần thực hiện được hoài bão của mình, thì cái danh hiệu đối với ông nó không còn quan trọng nữa. Hoài bão của Tào Tháo chính là xây dựng một đất nước thịnh trị, vua sáng, tôi hiền, nhân dân được hưởng nền thái bình, phồn thịnh. Tư tưởng ấy được thể hiện qua bài thơ Đỗ Quang Sơn của Tào Tháo. Giữa trời đất, người là nhất, lập vua chăn dân, làm ra phép tắc, bánh xe chân ngựa, ngự tuần khắp chốn, thưởng phạt rõ ràng, thứ dân đều biết. 22. Từ trước tới nay, gian xảo như trung hiền, trá ngụy tựa chân thật. Trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn thấy được dựa trên biểu hiện bên ngoài. Tào Tháo. Câu nói này rất sâu sắc, thể hiện sự trải đời của một nhà lãnh đạo bậc thầy. Câu nói này có nét tương đồng với câu nói kinh điển: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Theo đó, có những điều tai ta nghe hay, mắt ta thấy thuận, nhưng chưa phải là sự thật. Chỉ khi nào nhìn vào bản chất của sự việc, lắng nghe tâm mình, bạn mới có thể tìm thấy câu trả lời. 23. Có thể trước đây các ngươi đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại nhìn nhầm. Nhưng ta vẫn là ta chưa hề sợ người khác nhìn lầm ta. Tào Tháo. Câu nói này vừa thể hiện nỗi đau của Tào Tháo khi bị người đời cho rằng ông là đại diện cho phe ác, khi dám nắm quyền lãnh đạo thay cho nhà Hán, thao túng triều đình, vi phạm lẽ quân thần cực đoan mà các triều đại phong kiến vốn tôn vinh. Song, đứng trên quan điểm của Khổng Mạnh thì Tào Tháo chưa chắc đã là sai. Trong Khổng Tử Gia Ngữ, Khổng Tử nói rằng: đời xưa, đấng minh quân làm vua nước Vạn Thằng, có chánh thần bảy người thì vua không làm điều lỗi. Làm vua nước Thiên Thằng, có chánh thần năm người thì xã tắc không nguy. Làm chủ một nhà, có chánh thần ba người thì lập vị không suy. Cha có chánh tử thì không hãm vào điều vô lễ. Kẻ sĩ có chánh hữu thì không làm điều bất nghĩa. Cho nên, con theo mệnh cha, há đã là hiếu. Tôi theo mệnh vua, há đã là trung. Chỉ có biết xét cái đáng theo mà theo mới gọi là hiếu, là trung vậy. Sau đó, Mạnh Tử đã kế thừa tư tưởng của Khổng Tử và phát triển sáng rõ tư tưởng ấy. Cụ thể, Mạnh Tử nói rằng: ta nghe nói Chu Vũ Vương có tiêu diệt một kẻ thất phu tên là Trụ, chứ chưa hề nghe nói giết vua bao giờ. Mạnh Tử với khí phách kiên cường còn dám đưa ra quan điểm mạnh bạo chống lại những quan điểm áp đặt của giới cầm quyền. Cụ thể, trong sách Mạnh Tử còn viết: vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như bụng như lòng. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như đất như cỏ, thì bề tôi xem vua như giặc như thù. Mạnh Tử còn nhấn mạnh rằng:
dân là quý, thứ đến là xã tắc, vua là khinh. Tào Tháo vậy mà có cùng tư tưởng với Khổng Tử trong việc mong cầu mình sẽ làm nên đại sự như ông Chu Công, làm cho nước nhà thịnh trị. Cụ thể, trong bài Đoạn Ca Hành Kỳ, Tào Tháo viết: núi không ngại cao, sông không ngại sâu, ta giống như Chu Công tiếp đãi hiền tài, thiên hạ sẽ quy thuận về ta. Bên cạnh đó, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên hiện đại, khi mà xã hội đã và đang chuyển sang xu hướng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, khi mà các nhà lãnh đạo quốc gia đều có nhiệm kỳ và được bầu chọn công khai. Tại đây, không còn quan điểm xã hội do một dòng họ chuyên quyền. Tại đây, không còn những tư tưởng trói buộc về lẽ quân thần theo kiểu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Công bằng mà nói, nếu Tào Tháo sống ở kỷ nguyên hiện đại của chúng ta ngày nay, với tài trí, sự năng nổ và những phẩm chất tốt đẹp, ông có thể đường đường chính chính được bầu chọn vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia, từng bước tiến vào những vị trí quan trọng bậc nhất. Theo đó, ông có thể được chọn lựa con đường anh hùng mà không phải bước vào con đường gian hùng. Nhận định về Tào Tháo, anh hùng hay gian hùng vẫn luôn là chủ đề còn rất nhiều bàn cãi và thảo luận chuyên sâu. Quý vị và các bạn có thể xem thêm trong video 8 bí quyết thành công của Tào Tháo thông qua phần phân tích bình luận của Jessica Thảo Nguyễn trên kênh Ý Nghĩa Sống. 24. Khi thời cơ đến thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tào Tháo. Thời cơ là những cơ hội tốt, rất hiếm xuất hiện, có thể thay đổi số phận của một người, một quốc gia, một thời đại. Để có thể nắm bắt được cơ hội thì chúng ta cần có sự chuẩn bị tốt cả về trí lực và thể lực trước đó. Câu nói này của Tào Tháo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc nắm bắt thời cơ. Theo đó, nắm bắt thời cơ chính là đã mượn lực của thời thế, của tự nhiên, của vũ trụ để biến thành sức mạnh của mình. Có như vậy mới làm nên được những chuyện lớn lao. 25. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến. Ta vẫy tay chào, không một chút vấn vương. Tào Tháo. Câu nói này thể hiện sự trưởng thành của tâm trí của Tào Tháo. Tào Tháo từng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, cho nên ông hiểu rất rõ quy luật của cuộc sống. Có sinh, có tử, có được, có mất, không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Trong bài Quy Tuy Thọ, khúc ca thứ tư trong bộ Xuất Hạ Môn Hành, Tào Tháo xuất thơ rằng: thọ như rùa thiên, cũng có lúc tử, rồng cưỡi mây mù, cũng ra tro hết, ngựa già nằm chuồng, chí ở bốn phương, anh hùng về cuối, hăng hái như thường. Theo đó, Tào Tháo đề cao khí chất của người anh hùng, cho dù đi đến cuối con đường thì cũng không để tình cảm lấn át ý chí, cũng không để bản thân mình níu kéo những gì không thể. Ông chọn thái độ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, bình tâm đón nhận sự vô thường của cuộc đời. Với câu nói này, hình ảnh của Tào Tháo được đẩy lên tầm cao của tư duy, của sự tiêu dao như những triết gia, những nhà tư tưởng đáng kính, ung dung, tự tại, không dính mắc vào bất cứ điều gì nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video 25 câu nói nổi tiếng kinh điển của Tào Tháo với phần nội dung và giọng đọc của Jessica Thảo Nguyễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Ý Nghĩa Sống.